Tên áo đen này thân thủ bất phàm, có khi nào là người của thập cửu muội không? Nếu đúng vậy thì rất có thể thập cửu muội đang phải dưỡng thương. Nếu thật là vậy thì tốt quá rồi. Là ai vậy? Cử động tật các cổ. Bích ứng cửu long ngọc để ở đâu? Đưa ra đây mau. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng. Cửu long ngọc không có ở chỗ tiểu nhân. Nhà tiểu nhân chỉ có 100 lượng bạc, xin gửi hết cho huynh. Tên mập này, ngươi tưởng ta tới đây để xin ngươi hay sao hả? Không dám. Lâm mau. Tiểu cô nương, bây giờ không phải là lúc cho nàng la. Lát nữa ta sẽ cho nàng la sao? Tên mập này, rốt cuộc người nhớ ra chưa? Rốt cuộc người để ở đâu? Lắm không? Đại gia tha mạng, tôi không biết thật mà. Kẻ nào dám lén lút ngoài đó? Cửu long ngọc ở chỗ tiểu gia, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Ngươi là ai? Ây da, không xong rồi, cửu long ngọc đã bị bể. Ngươi là kẻ nào? Cửu long ngọc đang ở trong tay ta, nếu như muốn thì tới lấy đi. Muốn chết hả? Đại ca đây, khinh công rất tốt. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai hả? Tiểu tử, ta. Vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới. Hôm nay ngươi phá hỏng chuyện của ta, ta phải cho ngươi biết tay. Hải đường thu lộ, bích quyết quỷ kiếm. Tiểu tử, đó là kết cục của kẻ xen vào chuyện của ta. Đi chết đi. Tiểu tử thối, ngươi giờ sử dụng quyền cước gì hả? Mau trả hải đường thu lộ cho ta, trả bảo kiếm cho ta. Vị đại ca này, kiếm của ta bị huynh làm hư, thanh kiếm này huynh đền cho ta. Nếu như huynh không phục thì có thể đánh tiếp, đánh đến khi tâm phục khẩu phục. Tiểu tử thối, tới đây.
Được, được, ngươi chờ đó. Chúng ta cùng chờ coi. Bảo kiếm của ta, sớm muộn cũng của ta. Cứ chờ đó. Thái Đường Thu Lộ, nếu như Yến huynh có được thanh kiếm này, huynh ấy đã không chết. Hoàng Ma Khách sao lại ở đây chứ? Có khi nào sông Hạc Đường xảy ra chuyện gì không? Hắn vẫn còn sống. Hình như bị nội công của Đan Phượng Hiên đánh bị thương. Không lẽ Đan Phượng Hiên cũng tới Trung Nguyên rồi? Mình phải cứu hắn tỉnh lại, hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Coi như cũng không uổng phí công sức. Người trẻ tuổi, tính mạng của huynh được cứu rồi. Tạ ơn ân nhân cứu giúp. Yến Xuân Lôi nhất định ghi nhớ trong lòng. Xin nhận một lạy của tại hạ. Ê, huynh bị thương nặng lắm, đừng cử động. Ân nhân, có thể nói tôi biết cô tên gì không? Sau này Yến Xuân Lôi nhất định trả ơn cho cô. Tôi là ai, huynh không cần phải biết. Huynh gặp được tôi là huynh may mắn. Đúng ra huynh không thể sống nổi đâu. Nội tạng của huynh đã bị thương rất nghiêm trọng, lại trúng nội lực của tỏa mạch Tam Nguyên Đan Phượng Hiên. Số mạng đã tận. May là công lực của huynh thâm hậu mới có thể chịu được 3 ngày. Nếu tôi tới trễ thêm 2 canh giờ, cho dù ông trời có tới đây cũng không thể cứu được huynh. Tôi cũng thật là không ngờ tôi còn có thể được sống lại. Tôi biết mạng của tôi là do ân nhân ban cho nên tôi nhất định đền đáp ơn cô. Cũng không thể nói như vậy. Ông trời cho huynh gặp được tôi là vì mạng của huynh lớn. Tôi vẫn còn 3 viên thuốc chuyên chữa trị cho nội thương. Thuốc này rất hiếm có, huynh cầm đi. Nhớ kỹ, mỗi ngày phải uống 1 viên, rất có ích cho nội thương của huynh. Ân nhân tốt với Xuân Lô như vậy, tôi thật là không biết làm sao báo đáp cô. Tôi không cần huynh báo đáp. Tôi chỉ muốn hỏi huynh, người đánh huynh bị thương có phải là một cô gái không? Đúng vậy,
ân nhân. Không lẽ cô quen cô ấy? À, tôi chưa từng hỏi chuyện của giang hồ. Người trẻ tuổi, tôi còn có chuyện phải làm, không thể ở đây với huynh nữa. Huynh phải bảo trọng. Huynh hãy nhớ cho kỹ, mấy chuyện nội công không phải nhanh là được. Nếu như huynh tịnh tâm tu dưỡng thì 3 tháng sẽ có thể hồi phục công lực. Lời của ân nhân tôi xin ghi nhớ. Ừ. Còn nữa, nội trong 7 ngày không được rời khỏi chỗ này. Đợi sau khi huynh khỏe hẳn mới được lên đường. Cha. Nhìn cái gì? Có gì đáng nhìn chứ? Ngươi thì không có gì đáng nhìn, nhưng mà có một thanh bảo kiếm rất đáng nhìn đó. Bảo kiếm dù tốt thế nào cũng không thuộc về ngươi đâu. Biết điều thì hãy tránh đường ra. Nếu ta không tránh thì sao? Vậy ngựa của ngươi sẽ không còn chân. Được thôi, vậy ngươi cứ thử xem đi. Nguyễn Hành, chúng ta ra ngoài phải nhờ bạn bè, đừng động một chút thì đánh nhau với người ta. Cô nương, nhưng mà hắn không phải chỉ muốn xem kiếm của chúng ta sao? Vậy cho hắn xem đi. Có nghe không? Mau cho người ta xem đi, chúng ta còn phải lên đường. Tâm trạng của cô nương nhà ta đang tốt nên mới cho người xem đó. Khoan đã. Sao hả? Không muốn xem à? Ta rất muốn xem, nhưng mà cái ta muốn xem không phải thanh kiếm này. Rốt cuộc người muốn gì? Chủ nhân nhà ta nói chuyện đàng hoàng, nhưng đừng tưởng là dễ ức hiếp nha. Không cần hù dọa đại gia. Hôm nay đại gia ta có chuyện quan trọng, nếu không thì hẹn ngày gặp lại. Chà. Chà. Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Đi. Ê đại ca, huynh coi hôm nay thời tiết thật là tốt. Em xem cái này đi, cái này cũng đẹp lắm. Đứng lại. Người muốn chết hả? Mấy người là ai hả? Dám vô lễ với ta? Không muốn sống nữa hay gì? Ê, người nói hắn là nam hay nữ vậy? Hey, khuôn mặt cũng rất tuấn tú. Đáng tiếc, nếu là phụ nữ là tốt rồi, đẹp lắm. Phải đó. Ê, đại ca, đại ca, là nam cũng đâu có sao đâu chứ. Tiểu tử này đẹp như mỹ nữ vậy, đúng lúc tại hạ rất có hứng thú. Đúng lúc tâm trạng của ta không được tốt, gặp được ta coi như ngươi xui. Tiểu tử thúi này, ngươi chán sống rồi hả? Bắt hắn cho ta. Các người ỷ đâu ăn hiếp một người? Hảo hán cái gì? Nếu mà có bản lĩnh thì từng người một đánh với ta. Được, đợi ngươi đến núi Tiêu Dân, huynh đệ ta mới đến từng người, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Thì ra là người của núi Tiêu Dân hả? Sợ rồi hả? Sợ hả? Để ta cho người biết sợ là cái gì. Hả?
Không đánh nữa, không đánh nữa. Hả? Không đánh nữa. Sao vậy? Hả? Là người của núi Tiêu Dân thôi mà. Thật ra tao cũng lâu rồi không có gặp đương gia các ngươi. Nè nè nè, trói tao lại đi. Trở về xem qua đương gia làm sao thưởng cho các ngươi đây. Trói đi, đứng đó làm gì nữa. Giờ không trói đúng không? Nếu mà ngươi không trói vậy ngươi trói đi. Trói đi. Trói đi, trói đi. Trói lẹ lên. Tâm đừng, trói đi. Đừng nóng nảy mà. Nè. Đừng nóng nảy, để thấy chuyện này không ổn đâu. Trói đi. Tiểu tử này không sợ gì hết. Xem ra có quan hệ không bình thường với Hoa đương gia đó. Để thấy chuyện ngày hôm nay thôi bỏ qua đi ha. Bỏ qua. Nếu hắn quen với Hoa đương gia thật thì chuyện này đúng là càng phiền phức. Sao không trói? Trói đi mà. Nè, các ngươi sợ cái gì? Ngươi trói đi. Trói đi. Nè, các ngươi. Ê, các ngươi bàn bạc xong chưa? Nếu mà chưa có bàn bạc xong á thì cứ từ từ mà bàn nha. Đại gia tao còn có chuyện, tao đi trước á. Ê, à, ở chỗ. Tâm gia, tâm gia, tâm gia. Các người ai dám lên đây, thì giết chết hắn ngay. Ê, đừng, 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 đừng. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Được, ngươi ngoan ngoãn gọi ta hai tiếng gia gia, thì ta sẽ tha cho ngươi ngay. Hảo hán, ngươi là người lớn, đừng chấp trẻ nhỏ, ngươi tha cho ta đi mà ha. Cầu xin vô ích thôi, ngoan ngoãn gọi là gia gia đi. Gia gia. Lớn chút nữa. Gia gia. Vị công tử đây, tha được cho người thì cứ tha đi. Nếu như hắn đã cầu xin rồi thì nên bỏ qua. Phải phải phải. Được, nếu vị thiếu hiệp này đã cầu xin giùm cho ngươi, vậy ta sẽ tha mạng cho ngươi. Mang cút đi. Đi, đi, đi thôi. Ngươi coi chừng ta đó. Tạ ơn huynh đài, lúc nãy đã ra tay cứu giúp. Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng nhắc tới. Huynh đài, không biết huynh muốn đi đâu? À, tôi muốn đến núi Thúy Bình. Huynh đài bảo trọng, tại hạ xin cáo từ. Hải đường thu lộ. Thằng nhất định là tên ác tặc dân Trung Hạt. Ôi da, ôi da. Sao vậy? Tôi bị trật chân rồi, tôi không thể đi được nữa. Bị thương hả? Đâu, đưa tôi coi. Ê, không cần. Tôi chỉ bị trật chân thôi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao. Từ từ thôi. Hay là vậy đi, huynh muốn đi đâu tôi tiễn huynh một đoạn. Đa tạ ý tốt của huynh. Tôi cũng tới núi Thúy Bình, chẳng qua là tôi sẽ làm trễ lộ trình của huynh, để tôi đi một mình được rồi. Công tử không cần khách sáo, dù gì cũng thuận được. Nào, lên ngựa đi. Chà. 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 Tiểu huynh đệ, làm sao xưng hô? Tiểu đệ họ Yến. Vậy còn huynh đài? Tôi họ Doãn. Ờ. Lúc nãy Yến huynh đệ sao lại đánh nhau với mấy người đó vậy? Mấy người đó là cường đạo của núi Tiêu Dân, dám thô lỗ với tôi nên tôi mới ra tay. Nếu không nhờ huynh đài cầu xin, tôi nhất định không tha cho chúng đâu. Thì ra là người của núi Tiêu Dân. Doãn huynh, sau khi qua Thúy Bình Cốc phía trước, huynh còn muốn đi đâu nữa? Tôi muốn đến An Khánh. Đến An Khánh hả? Đến An Khánh được đó. Chúng ta mau đi đi. Được. Cha. 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 Doãn huynh, trên đường đi bôn ba ngựa cũng mệt rồi, chúng ta cũng đã đói, chúng ta tới phía trước nghỉ ngơi đi. 20 dặm xung quanh đây cũng chỉ có khách điếm này, nếu đi về phía trước nữa thì Ella sẽ ngủ ở ngoài nơi quan giả đó.
cũng được. Ê, khách quen, đến rồi sao? Nào 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 nào. Ê, khách quen. Từ từ thôi. Quỳnh ở trọ hả? Mời vào trong, mời vào trong. Hả đi. Yến Quỳnh đệ, từ từ. Hai vị khách quan, nữ di hồng và thức ăn đã đủ rồi. Xin mời hai vị dùng. Yến Quỳnh đệ, Quỳnh gọi nhiều đồ ăn như vậy, có hai chúng ta làm sao mà ăn hết? Doãn Quỳnh đừng ngại mà, tôi đã Quỳnh ăn. Nè, thử rượu này đi. Tiểu nhị. Ê, khách quan. Ngươi bỏ nước vào rượu hả? Không có, đây là nữ di hồng chính tông đó. Ngửi đi. Không có đâu khách quan, nếu như có bỏ nước vào tôi sẽ không lấy tiền. Làm việc đi. Chắc là tôi nhầm lẫn. Nè Doãn Quyên, uống thử đi. Cạn. Rượu ngon. Rượu ngon, thêm một chén nữa. Yến Quỳnh đệ, chúng ta còn phải lên đường, tốt nhất đừng uống quá nhiều. Uống thêm một chén có sao đâu chứ. Mời. Yến Quỳnh đệ, ăn đi. Nè, ăn đi. Yến Quỳnh đệ. Hả? Hình như rượu này bị... Doãn Quỳnh sao vậy? Nè Doãn Quỳnh. Doãn Quỳnh. Tiểu nhị. Hả? Dạ dạ, tới liền tới liền. Khách quan này uống say rồi, tìm một căn phòng thượng hạng cho ta đi. Dạ được, tiểu ngủ, mau lên. Tới liền, tới liền. Đỡ gì khách quan này về phòng mau lên. Dạ, dạ được. Làm mau đi. Khách quan từ từ thôi. Được rồi, lùi xuống đi. Dạ. Không ngờ tên ác tặc này lại lọt vào tay của ta. Sao ngươi lại hại ta? Tại sao ngươi hại ta? Ngươi uống thiên túy tán của ta mà sao ngươi tỉnh nhanh quá vậy? Mau nói ta biết, tại sao ngươi hại ta? Đừng có giả bộ hồ đồ, mau trả lại thoa tử kim giáp cho ta đi. Ngươi muốn làm gì chứ? Ngươi không có mặc thoa tử kim giáp sao? Tiểu tử, trả ta hải đường thu lộ. Thì ra người mới là ác tặc dân Trung Hà. Còn ngươi là ai hả? Trả lại thoa tử kim giáp cho ta ngay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mau lên, mau đưa thuốc giải cho ta. Đây là thuốc giải, uống 2 viên là được rồi. Dân Trung Hạ, đã có ta ở đây, không sợ bị đánh thì tới đi. Ngươi, 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 tiểu tử, chúng ta đợi mà xem, sớm muộn gì ta cũng tính sổ với đám các ngươi. Ngươi đợi đó, thất lễ. Nè, nè. Dân Trung Hạ, Yến Quỳnh à, không cần đuổi theo đâu, ngựa của hắn rất thần dũng, không đuổi kịp đâu. Không được, hắn ăn cắp thoa tử kim giáp của nhà tôi mà. Thoa tử kim giáp là cái gì vậy? Là chỉ bảo gia truyền của bạn thân tôi. Mặc dầu người có thể đau thương bất nhập, mấy ngày trước bị tên ác tặc này ăn cắp. Hèn gì tối qua tôi không làm được gì hắn, thì ra hắn có bảo vật này. Tôi đuổi theo hắn từ bữa đó tới giờ, xem chút mấy lần đã lấy lại được rồi, bây giờ lại để hắn thoát. Gần đây tôi nghe nói hắn gây án ở một dãy trấn diên tập, nên tôi mới đuổi theo tới đây. Nhưng ai ngờ lại gặp được huynh chứ. Tôi không biết mặt mũi của tên ác tặc này ra sao. Tôi chỉ biết là hắn đang cầm hải đường thu lộ, nên tôi mới... Cho nên huynh mới tưởng tôi là hắn, có phải không? Thì tại huynh cầm hải đường thu lộ chi, lại đang ở gần trấn diên tập nữa. Doãn huynh, huynh không trách tôi chứ? Không biết không có tội. Ê Doãn huynh, vết thương còn đang chảy máu kìa, để tôi băng bó lại cho huynh nha. Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi. Ê, không được không được, huynh vì tôi nên mới bị thương mà, tôi phải băng bó cho huynh chứ. Nè 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 nè, qua đi. Yến huynh đệ, huynh là công tử nhà giàu, sao trên người lại có đồ của phụ nữ vậy? Tôi... Yến huynh đệ đừng trách, tại hạ là người thô lỗ, cứ coi như hồi nãy tôi nói bậy bạ đi. Ây da. Đồ của huynh nè. À, may quá, không bị hư. Thì ra người này đến từ Yến Gia Bảo. Doãn huynh, tôi nhớ huynh từng nói là huynh muốn tới An Khánh hả? Phải đó, tôi muốn đến An Khánh. Tôi có chuyện, tôi đi trước ha. Ê, Yến huynh đệ. Nè, huynh muốn đi thật sao? Đúng, trong nhà có chuyện, tôi phải về xem thử mới được. Bây giờ mặt trời đã xuống núi rồi, hay là để ngày mai đi. Đa tạ ý tốt của huynh, chỉ là tôi ở đây có nhiều chuyện không tiện. Trên người huynh bị thương, huynh ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm đi, tôi đi trước. À, đợi tôi một chút. Kiếm này chém sắc như chém bùn, huynh cầm lấy, nếu như gặp nguy hiểm có thể phòng thân. Tôi không thể lấy được, kiếm này là huynh đoạt từ trong tay của Dân Trung Hạc, sao tôi lấy được chứ? Hắn đoạt kiếm của tôi đoạt kiếm của hắn, kiếm này tôi không muốn chiếm làm của riêng. Cũng được, dù gì chúng ta cũng sẽ còn gặp lại mà. Bảo kiếm này coi như tôi mượn của huynh. Được, xin cáo từ. Tiểu nhị. Ê, khách quan, huynh có căn dặn gì? Đến An Khánh đi đường nào? Từ đây tới An Khánh hả? Có 2 con đường. Một đường tới núi Thúy Bình, đường này có nhiều cỏ gai, hay có cường đạo xuất hiện. Còn một con đường băng qua núi Nam, vòng qua đường Quan, nhưng mà phải đi mấy ngày lận.
Đa tạ. Đa tạ khách quan, đa tạ. Tiểu nhị, tới núi phía trước có đường nào gần không? Phía trước chỉ có một con đường núi thôi, không tiện cho kiệu đi qua. Vậy làm sao đi? Có nữ nhân đi chung với huynh thì nên vòng qua núi Nam, đi đường quen thì sẽ tốt hơn. Ý khách quan, huynh muốn đi nấu thuốc hả? Cứ giao cho tôi đi, tôi nấu giùm cho. Giao cho ngươi, ngươi có làm được không? Tôi chỉ thấy huynh không có người để nấu thuốc được thôi. Rồi à, đừng nói nhảm nữa. Làm một cái lò ở kế bên phòng ta, mấy chuyện khác không cần phải lo. Có cần phải giữ gì không? Thế nào ngày mai cũng gặp phải thổ phỉ à. Tiểu nhị. Ê, khách quan, có cần dặn gì? Bọn họ mới đến đây hả? Dạ, mới đến hôm nay thôi. Còn có một tiểu nương tử nữa, ngồi ở trên kiệu không nhìn thấy mặt mũi. Gã nhầm tên sau chỗ này á, xui xẻo cả đời luôn. Cô nương, thuốc của cô đã nấu rồi, sau khi nấu xong tôi sẽ bưng lên. Nguyễn Hành, mấy chuyện giống như nấu thuốc cứ kêu tiểu nhị của khách điếm đi làm, huynh còn có chuyện quan trọng hơn. Cô nương cứ căn dặn, lát nữa dẫn theo bọn người của giả võ vào trong núi dò thám, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Cô nương, hai ngày mốt mới đi đi, nghỉ thêm một ngày mới có ích cho vết thương của cô. Ta nói rồi, đừng nhắc tới vết thương của ta, ngày mai cần phải xuất phát. Dạ, ta biết rồi, huynh muốn tốt cho ta, nhưng chuyện mà sư phụ căn dặn một khắc cũng không được chậm trễ. Dù có liều tính mạng cũng không được phụ lòng của sư phụ. Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ tôi dẫn họ đi dò đường trước. Ăn cơm xong hãy đi. Chúng tôi ăn trên đường. Các ngươi theo ta lên núi dò đường, nếu đường đi tốt thì sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Dạ. Bọn người của Nguyễn Hành không có ở đây, trong khách điếm chỉ còn lại một mình Cam Thập Cửu Muội. Cô ấy còn đang bị thương, không thể nào bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu như đánh lén không thành công thì tính sao đây? Có lẽ đừng nên sốt ruột, phải ráng đợi thêm, đợi khi trời tối mới ra tay.
nhớ nhung dài. Ngươi là ai? Bài tiêu vừa rồi ngươi học của ai vậy? Ngươi là ai? Ngươi là Y Kiếm Bình. Cứ coi như như vậy đi. Bài nhớ nhung dài này là ai dạy cho ngươi? Ta không biết nhớ nhung dài là cái gì. Giờ ta chỉ muốn thấy diện mạo của ngươi thôi. Vừa rồi ngươi trốn sau lưng ta chính là muốn giết ta, nhưng sao lại không ra tay? Chắc là ngươi cũng biết ngươi đánh không lại ta, nhưng ta nể tình ngươi không đánh úp sau lưng ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Câu hỏi thứ nhất, sao ngươi không bị độc hương thất bộ đoạn Trường Hồng lấy mạng? Ngươi phải biết rằng dù ngươi dốc hết sức lực cũng không làm được gì. Nguyễn Hành. Cô nương, tôi đuổi theo hắn. Bỏ đi, để hắn đi đi. Cô nương, cô không sao chứ? Ta không sao. Ai mà to gan vậy, dám ám hại cả cô nương? Hắn chính là Y Kiếm Bình của phái Lạc Dương. Hắn chính là Y Kiếm Bình? Nhưng sao hắn lại tìm được tới đây chứ? Ta nghi ngờ. Lúc nào hắn cũng theo canh chừng chúng ta. Nhưng lúc Quynh đi tìm đường, hắn định vào đánh lén ta. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Không có gì. Hắn là một người rất kỳ lạ. Cô nương yên tâm, hắn không có cơ hội đánh lén cô nương nữa đâu. Hắn đã trúng độc que đan phượng rồi, nhiều nhất chỉ sống được hai canh giờ thôi. Quynh đánh trúng hắn thật sao? Ừ, tôi đánh trúng sau lưng của hắn. Nói vậy là hắn chết chắc rồi. Sao vậy? Cô nương không muốn hắn chết sao? Ta chỉ muốn hỏi cho rõ, tại sao hắn không chết vì độc thất bộ đoạn Trường Hồng? Nguyễn Hành, ta nói bao nhiêu lần rồi, que đan phượng không được sử dụng lung tung, tuyệt đối không được rơi vào tay người khác. Huống chi que đan phượng, độc tính của nó cực kỳ mạnh, thường xuyên sử dụng sẽ ảnh hưởng uy danh của Đan Phượng Hiên. Cô nương, Y Kiếm Bình là kẻ thù của Đan Phượng Hiên. Cô không giết hắn thì hắn vẫn giết cô. Sư phụ có nói que đan phượng tuyệt đối không được lưu nhập giang hồ, một khi để lọt ra thì nhất định phải đi tìm về. Cô nương yên tâm, tôi không chỉ tìm được que đan phượng đem về, mà còn tìm được thi thể của Y Kiếm Bình. Để cô nương yên tâm tuyệt đối. Nhất định phải tìm cho được. Đi đi. Được. Oh.
Hả? Cứu tôi. Hả? Là ai vậy? Cứu tôi. Nguyễn Tổng quản, giờ này quá tối rồi. Theo tôi thấy, e rằng đêm nay không tìm được, ngày mai tìm tiếp đi. Đi. Cô nương, tôi về rồi. Vào đi. Sao rồi, có tìm thấy không? Chúng tôi đã lật tung tất cả sơn cốc và khe suối quanh đây, nhưng vẫn không tìm được thi thể của Y Kiếm Bình và Quay Đăng Phượng đó. Sao lại như vậy? Độc hương, hắn có thể nín thở để tránh độc, nhưng kịch độc của Quay Đăng Phượng đã ngấm vào cơ thể hắn, sao có thể không chết được? Cô nương, có thể tại tối quá nên không nhìn rõ. Sáng sớm mai tôi sẽ dẫn người tìm lại. Ngày mai ta đi chung với các huynh, nhất định phải tìm được hắn. Cô nương, chuyện này cô không cần phải lo lắng đâu. Cô cứ ở lại nghỉ ngơi đi, còn dưỡng thương cho tốt. Không được, ta phải đích thân đi. Tìm được hắn ta mới yên tâm. Ra ngoài đi. Dạ. Mẹ! Mẹ! Mẹ qua đây! Người này sắp không xong rồi! Hả? Khánh Nhi! Sao con lại đưa người lạ về nhà vậy? Mẹ! Người này bị trúng que độc! Sắp không ổn rồi! Mẹ y thuật cao siêu! Cứu cô ấy đi! Người sống có số! Số cậu ấy là vậy rồi! Mẹ! Trang tự nói! Nghĩa trọng hơn việc, việc còn hơn nghĩa. Nghĩa trọng hơn đức, đức trọng hơn đạo, đạo trọng hơn trời. Nếu như mẹ thấy chết mà không cứu, chẳng phải là bàng quan vô tình, thiếu đức thiếu nghĩa, coi thường trời đất sao? Tiểu tử này, con mới học thiên thư có mấy ngày mà tưởng mình đã biết đức là cái gì, đạo là cái gì hả? Chúng ta phải trốn tới khe suối này sinh sống, trước giờ không gặp ai. Mau đưa hắn đi cho mẹ, mẹ không xen vào mấy chuyện này đâu. Mẹ, con không thể thấy chết mà không cứu được. Vậy vậy mẹ không cứu thì con cứu đó nha. Nhớ Dung dài. Ngươi là ai? Bài tiêu vừa rồi ngươi học của ai vậy? Bài tiêu vừa rồi tên Nhớ Dung dài thật sao? Sao hắn biết tên của nó? Hắn âm thầm tới giết mình, tại sao lại không ra tay? Tiểu tử, cậu bị trúng độc gì vậy? Loại độc này e là không cứu được. Huynh đại, tôi có chuyện muốn nhờ huynh. Đây là di vật của nghĩa huynh Yến Xuân Lôi, phiền huynh giao cho. Quân đệ, que Đan Phượng, quân đệ, cậu trúng độc của que Đan Phượng sao?
quê Đan Phượng. Là ai đã hạ độc cậu? Đan Phượng Hiên. Đan Phượng Hiên. Bọn họ lại trở về Trung Nguyên rồi. Mẹ, Đan Phượng Hiên là ai vậy? Mẹ quen hả? Cậu đã gặp ả sao? Ý tôi là Thủy Hồng Thược. Tôi có nghe nói. Khánh Nhi. Dạ. Mang thùng thuốc qua cho mẹ, mau. Mẹ, con biết mẹ có cách mà. Tiểu tử, tôi không thể bảo đảm sẽ cứu sống được cậu, nhưng tôi có một chuyện quan trọng cần hỏi cậu, nên đành phải mạo hiểm thử một lần thôi. Ba chỗ này còn có cảm giác hay không? Có phải rất buốt không? Nếu có thì gật đầu cho tôi biết. Đúng rồi, đây là ba chỗ đồng xâm luôn đi chung với nhau. Tới khi toàn thân cậu ấy bị tê buốt, cái mạng này coi như là hết rồi. Mẹ, vậy mẹ mau cho thuốc giải đi. Mẹ, đây là gì? Thứ này có kịch độc. Mẹ, đây. Tiểu tử, có gì muốn hỏi phải không? Mẹ, cái củ cải hương này cũng có thể giải độc sao? Củ cải? Đây gọi là lạc đằng địa lựu, là một loại kịch độc hiếm thấy trong nhân gian. Vì muốn tìm được nó mà phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Đây chính là thứ duy nhất giải được thất bộ Đoạn Trường Hồng. Mẹ, hắn sắp chết rồi, mau cho thuốc giải đi. Nằm yên, bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Chờ khi độc chạy khắp người hắn, mẹ mới đưa dao vào. Tính mạng hắn có giữ được hay không là phụ thuộc vào thời gian này. Hắn chết rồi. Mẹ, hắn chết rồi. Hắn tắt thở rồi. Mạng chỉ tới đây, phải phụ thuộc tạo hóa rồi. Khánh Nhi, chẳng qua chỉ là người qua đường, con cần gì phải khóc lóc tới như vậy chứ? Hắn chết trước mặt con mà con không cứu được hắn, trong lòng con khó chịu lắm. Tới khi nào con mới làm được chứ? Nhớ kỹ, nam tử hán đại trượng phu, thà là đổ máu cũng không được rơi lệ. Vậy giờ con đi mua quan tài về cho hắn. Không cần. Có trời đất làm quan tài, ngày tháng làm bốn vách, tinh tú làm châu ngọc, có vạn vật đưa tiễn, còn cần quan tài gì nữa chứ? Mẹ, mẹ cũng nói lời của trang tử. Tiểu tử thúi này, uổng cho con đọc nhiều sách tới như vậy. Con chỉ biết có một mà không biết tới hai mà. Khánh Nhi, chờ tới khi trời sáng, con cho hắn uống lọ thuốc này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được cho uống nước ha. Hả? Mẹ, ý mẹ nói là hắn vẫn chưa chết sao? Nếu con không muốn hắn chết thì cứ làm theo lời mẹ đi. À,
Phương Nhi. Phương Nhi, Phương Nhi. Hả? Phương Nhi. Hả? Sống rồi. Huynh đệ sống lại rồi. Phương Nhi. Huynh đệ, mở miệng ra đi. Nuốt xuống. Nuốt xuống là được rồi. Phương Nhi, Phương Nhi. Nguyễn Hành, chúng ta chia ra tìm đi. Tôi đi phía trước, huynh đi phía đó. Được. Mẹ, mẹ. Mẹ tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi. Tốt quá rồi. Ta bỏ ra mười mấy năm, cuối cùng cũng đối phó được với thất bộ đoạn trường hồng này. Khánh Nhi, con vào trong dìu hắn ra đây. Mẹ có chuyện muốn hỏi hắn. Dạ. Đã tạ ơn cứu mạng của lão phu nhân, kiếm mình có chết cũng không quên. Khánh Nhi, đỡ cậu ấy ngồi xuống, mau mau đứng lên đi. Đứng lên đi. Dám hỏi cao danh quý tánh của lão phu nhân. Tướng công họ mẹ. Ngô, người khác gọi ta là Ngô Lão Thái. Đây là con ta, Ngô Khánh. Đa tạ Ngô huynh. Khánh Nhi, hôm nay thời tiết nắng tốt, con mang hết cá khô trong nhà mình ra phơi đi con. Dạ. Khánh Nhi không biết thế sự, có những chuyện không để nó biết được. Giờ cậu nói cho ta biết, sao cậu lại kết thù với Đan Phượng Hiên rồi bị trúng thất bộ đoạn trường hồng của bọn họ vậy? Vô đây đi. Những bức họa này là kết quả của ta sau bao nhiêu năm vất vả vẽ lại. Phải là người có linh tính mới có thể lĩnh hội được nó. Người bình thường sẽ không thể có được cảm ứng với nó. Ý tiền bối là những bức họa này đều là chiêu thức võ công.
Cậu thấy được cái gì? Không thể hình dung. Trước mắt toàn là sát khí, kinh hồn bạc vía, khó mà chống cự lại được. Tốt, tốt. Công pháp ta sáng lập cuối cùng cũng có hậu nhân rồi. Nếu như cậu đã nhìn thấy thì không cần tránh né, cậu cứ mở mắt ra nhìn đi. Tiền bối, Kiếm Bình không dám nhìn vào tà pháp này. Nói bậy, đây là kết tinh của trí tuệ, không phải tà pháp. Cậu phải mở mắt ra xem cho kỹ. Cậu cứ làm theo những lời ta nói đi, bắt đầu xem từ bức họa đầu tiên, từ từ sẽ thấy đỡ hơn. Kiếm Bình, Kiếm Bình sẽ thử. Sư phụ nhận đệ tử được hay không tùy người. Cậu đã bước vào môn kinh rồi, có thể lĩnh hội được không là phải xem bản thân cậu. Dạ, giảng bối biết rồi. Cô nương, không còn sớm nữa, chúng ta vẫn tìm sao? Quay lại đi, đi tìm Nguyễn Hành. Dạ. Mẹ. Mẹ, mẹ nhốt Doãn Quỳnh Đệ ở trong phòng để Quỳnh ấy xem hình của mẹ vẽ hả? Mẹ, Quỳnh ấy ở trong đó lâu vậy rồi không có động tĩnh gì hết. Nói không chừng ngủ quên luôn rồi. Để con vô xem thử nha. Đừng có ồn nữa Khánh Nhi. Doãn Quỳnh Đệ, Doãn Quỳnh Đệ, Doãn Quỳnh Đệ, Quỳnh làm sao vậy? Có phải độc phát tác hay không? Đừng nói bậy, Khánh Nhi, mau dìu cậu ấy vào trong phòng đi. Dạ. Đi thôi. Mẹ, Quỳnh ấy sao vậy? Đúng là người tính không bằng trời tính. Cậu có thể ngồi dậy rồi. Có sao không vậy? Tạm thời không sao. Giảng bối có thể giữ lại cái mạng này là may rồi. Nếu như có chuyện gì không hay, xin tiền bối cứ nói thẳng. Ta tưởng đâu đã loại trừ được thất bộ Đoạn Trường Hồng trong người cậu, nhưng không ngờ ở trong các huyệt đạo của cậu vẫn còn sót lại độc. Đồng thời chất độc đã lan ra tới Túc Thiếu Dương Kinh. Hả? Mẹ, mẹ mau nghĩ cách đi.
Ê, hay là con đi lấy cái củ cải đó tới đây, mẹ cho Quỳnh ấy. Tiểu tử này, đừng có nói bậy. Nếu không phải con chữa sai cách, điểm trúng vào huyệt khí hải, bây giờ cũng không tới nông nổi như vậy. Lúc đó con không thể thấy chết mà không cứu được chứ. Tiền bối, không thể trách Ngô Quỳnh được. Quỳnh ấy cũng chỉ muốn giúp tôi thôi. Giờ ta chỉ có thể nghĩ cách để phong tỏa khí mạch của cậu, khống chế chất độc tiếp tục lan ra. Nhưng mà nếu không nghĩ được cách để giải độc, trong vòng một năm, những chất độc còn sót trong người cậu sẽ lan rộng ra hết toàn thân. Để tới lúc đó, cho dù có thuốc tiên, e rằng cũng không thể cứu nổi mạng cậu. Tiền bối nói vậy, tức là tôi vẫn còn một năm. Tôi vẫn có thể trả thù cho cha tôi, cho các huynh đệ ở phái Lạc Dương, cho sư phụ và lão phu nhân. Ngồi xuống đi. Ta nghĩ bắt đầu từ sáng mai, cậu có thể yên tâm học võ công vẽ trên tường rồi. Chất độc còn trong người cậu, cứ để ta tìm cách giúp cậu bài trừ nó ra. Trời cao không phụ người có lòng, ta tin rằng nếu ta đã có thể phá giải được kịch độc đệ nhất thiên hạ Thất Bộ Đoạn Trường Hồng, thì nhất định ta cũng tìm được cách để bài trừ chất độc còn sót lại. Đa tạ tiền bối hậu ái, nhưng Kiếm Bình có một chuyện muốn nói. Nói đi. Ngày mai Kiếm Bình muốn rời khỏi đây để đến Thanh Phong Bảo báo tin. Cái gì? Cậu muốn đi? Thanh Phong Bảo vẫn chưa biết thập cửu muội tới trả thù. Tôi phải tranh thủ tới trước thập cửu muội báo cho Thanh Phong Bảo biết. Chuyện này cực kỳ gấp rút. Tôi đi trễ một ngày thì Thanh Phong Bảo lại nguy hiểm thêm một chút. Vậy Tiền bối à, bà sao vậy? Bệnh cũ lâu năm không hề hấn gì. Rời khỏi nơi này, từ bỏ võ công ta truyền cho cậu, đây là lựa chọn của cậu. Chỉ là chất độc trong người cậu vẫn chưa giải hết, đã lên đường e là rất bất lợi cho cậu đó. Tiền bối đối với tôi ân trọng như núi, Kiếm Bình chưa thể trả được. Sau khi báo tin cho họ, Kiếm Bình sẽ mau chóng quay lại để theo tiền bối học thần công tuyệt thế, trả thù cho các vị ân sư và Ngô lão tiền bối. Mau đứng lên đi, không cần đa lễ. Thế sự biến hóa con người khó đoán trước được. Cậu thử nghĩ xem, lúc cậu quay trở lại đây, có thể người đã không còn nữa rồi. Tiền bối cứ yên tâm, muốn tới Thanh Phong Bảo đi về cần khoảng 10 ngày. Giảng bối nhất định mau chóng trở về. Chỉ trách số mạng. Ê, Kiếm Bình à, không biết trí nhớ của cậu ra sao. Xin tiền bối chỉ giáo. Hay là như vậy đi, đêm nay cậu đi vào trong căn phòng trúc đó, nhìn lại tất cả các bức họa, cố gắng tìm cách nhanh nhất để ghi nhớ, rồi trên đường đi từ từ lĩnh hội. Vậy thì tới lúc gặp được Cam Thập Cửu Muội cũng không tới nỗi thất bại thảm hại. Kiếm Bình tuân lệnh. Kiếm Bình, thời gian có hạn, vậy cậu mau đi học đi. Nếu như cậu không có cảm ứng với bức họa ở trên tường thì cậu cứ ráng mà nhớ. Đây gọi là cách học qua loa đại khái. Tuy rằng đó không phải là đạo học võ, nhưng mà trước mắt cũng chỉ có cách đó mà thôi. Giảng bối tuân lệnh. Mấy bức họa đó có gì đẹp chứ?
mình đi bắt cá tốt hơn. Cô nương, đây là nơi lúc sáng chúng tôi phát hiện bầy chim. Nhất định là xung quanh đây có người. Đúng vậy. Đại công chủ, phía trước có tới mấy ngã rẽ lận. Đi bên đó thử đi. Đi. Chèo qua đó đi. Nhanh lên. Cuối cùng cũng phát hiện rồi. Mấy người các người làm cho cá sợ bơi mất tiêu rồi đó. Vì huynh đài này, chúng tôi bị lạc đường ở gần đây, làm cá của huynh bơi mất, thật sự thấy áy náy. Xin lỗi có ích gì chứ, cá bơi mất rồi. Thôi bỏ đi, coi như hôm nay xui xẻo là để nó bơi mất tiêu rồi. Vì huynh đài này, xin hỏi quanh đây có nhà ai không? Quanh đây chỉ toàn là nước thôi, ai mà chịu ở chứ. Vậy có phải huynh từng nhìn thấy có một người bị thương không? Người bị thương nghĩa là sao chứ? Hoặc là thi thể của ai đó. Không có. Tôi chỉ bắt cá cho mẹ tôi thôi. Nhưng cá sợ bơi mất tiêu rồi. Tôi phải về nhà thôi. Khoan đã. Ngươi có từng gặp người nào họ Y chưa? Cái gì mà người họ Y, tôi đã nói là không thấy rồi. Bây giờ tôi phải về nhà rồi. Để xem miệng của người cứng hay cái gậy của Nguyễn Hành ta cứng. Sao lại đánh người ta chứ? Ta đánh sâu bọ thôi. Nguyễn Hành, không được vô lễ. Vì huynh đài này, người chúng tôi muốn tìm tên Y Kiếm Bình. Đối với chúng tôi hắn rất quan trọng. Nếu như huynh có gặp, xin hãy nói ra. Phi, các người ra tay đánh người, nhìn là biết người xấu. Tôi không nói ra đâu. Nguyễn Hành, bình tĩnh. Ở đây có nhiều ngã rẽ, đi sai càng phiền phức. Cô nương, không thể để hắn thoát. Nhất định hắn đã gặp tên họ Y kìa. Quỳ nói đúng lắm. Vừa rồi hắn nói không nói cho các người biết. Nhất định hắn biết hành tung của họ Y. Cô nương, vậy tiếp theo phải làm sao? Sắp tới giờ Sửu rồi, chúng ta nghỉ hai canh giờ, chờ trời sáng rồi tính. Mẹ, họ tới rồi. Bình tĩnh, từ từ nói. Có một cô nương với ba nam nhân men theo suối tới đây tìm Doãn huynh đệ đó. Hả? Khánh Nhi, con đã gặp họ rồi sao? Là bọn họ ra tay trước mà. Con phải nhảy xuống nước để chạy về, cắt đuôi được bọn họ. Mẹ, con lo là có thể họ sẽ tìm tới đây. Chúng ta mà bỏ trốn đi. Đúng là đồ vô dụng. Người ta đuổi tới nơi là con sợ hãi muốn chạy rồi sao? Mẹ, sức khỏe mẹ đang không tốt, không cần phải liều mạng với bọn họ đâu.
ta hả? Ta không có sợ Đan Phượng Hiên bọn họ đâu. Rốt cuộc Đan Phượng Hiên là ai? Kẻ thù của Doãn huynh đệ hả? Ê, bây giờ con tìm Doãn huynh đệ, bọn chúng ta cùng bỏ đi nha. Hả? Tiểu tử ngốc kia quay lại đây. Đừng có lo lắng, lát nữa là trời sáng rồi. Chờ sau khi trời sáng, con với Kiếm Bình cùng nhau rời khỏi nơi này, theo cậu ấy tới Thanh Phong Bảo đi. Không được, mẹ, con không thể để mẹ lại một mình đâu. Trong đó có một người mặc y phục đỏ, vừa ác độc vừa vô lễ. Mẹ mà ở lại một mình, con không yên tâm đâu. Tiểu tử ngốc, bọn họ tới đây tìm Doãn Kiếm Bình. Không có Kiếm Bình, bọn họ không làm gì bà lão như mẹ đâu mà. Hơn nữa, nơi này bốn bề đều là nước, chưa chắc bọn họ đã tìm được tới đây. Ê, mẹ, hay để con đi bắt cá cho mẹ. Chừng nào con bắt được cá rồi con đi. Khánh Nhi, 10 ngày sau là con trở về rồi. Chừng nào con về rồi bắt cá cho mẹ cũng vậy thôi mà. Ừ, con biết rồi mẹ. Ừ, vậy thì đi đi. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Xin hỏi các người là ai vậy? Chưa được lão đây đồng ý mà đã dám vào nhà của ta rồi. Lão bà, chúng tôi muốn tìm một người, cũng có thể là một thi thể. Nếu như bà có nhìn thấy thì hãy mau nói ra. Lão sống ẩn cư nơi này, trước giờ không gặp người ngoài. Tiểu tử, các người tới đây gây sự ồn ào như vậy, lão đây không tính toán nữa. Mau mau rời khỏi đây đi. Con đã. Lão bà, tôi muốn vào nhà xem thử. To gan. Lão bà đã dùng tà đạo gì chứ? Giỏi. Không coi lão bà đây ra gì. Quan đã tìm bối, xin nghe dạng bối nói vài câu. Đám người hung hăng lỗ mãn các người thì nói được lời gì hay chứ? Tiền bối, thuộc hạ tôi vô lễ, là dạng bối không biết dạy dỗ, xin tiền bối bớt giận. Tiền bối võ công phi phàm, dạng bối chưa từng nhìn thấy, xin hỏi cao danh của tiền bối? Tiền phu họ Ngô. Ngô lão phu nhân, chúng tôi tới đây là vì để tìm người. Chỉ cần tìm được người đó, chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Xin lão phu nhân vui lòng chỉ giùm. Chỗ của ta không có người các người muốn tìm, hãy mau rời khỏi đây cho ta. Lão phu nhân sống trên hòn đảo nhỏ này, ra vào chắc phải có thuyền. Nhưng mà bây giờ thuyền không có đi, nhưng lưới thì còn.
Tức là trên đảo này ít nhất vẫn còn một người đã đi ra ngoài. Có thể người đó từng gặp người chúng tôi tìm. Ta đã nói rõ ràng rồi, chỗ của ta không có người các người muốn tìm. Đừng nói nhiều nữa, mau rời khỏi đây cho ta. Tiền bối, xin hãy để cho tôi nói hết. Người chúng tôi muốn tìm tên Y Kiến Bình. Hắn là đồ đệ của kẻ thù Giảng Bối. Bất luận phải lên trời xuống đất, nhất định phải tìm cho bằng được. Xin lão phu nhân cho chúng tôi đi xem một vòng, sau đó chúng tôi sẽ đi. Đứng lại! Nhà của lão đây không dung dưỡng kẻ hỗn tược. Giảng Bối lỡ tay đắc tội tiền bối, bà cho chúng tôi vào trong xem xong, chúng tôi lập tức đi ngay, tuyệt đối không làm khó bà. Làm khó ta? Cam thập cửu muội, ngươi tự nghĩ mình võ công đệ nhất thiên hạ là có thể hỗn xược hoành hành hay sao? Sao bà biết tôi là tam thập cửu muội? Ta không chỉ biết ngươi là ai, mà ta còn biết sư phụ ngươi là ai. Ngươi lấy nội lực trấn áp ta, nếu không phải ta đang bệnh trong người, thì với chiêu thức của ta, ả ác nhân Thủy Hồng Thượng đó cũng không phải đối thủ của ta. Không được hạ nhục sư phụ tôi. Võ công của bà chỉ là quái dị thôi, cả tôi còn không sợ bà, huống chi là sư phụ tôi. Võ công của ta khác với đan phượng hiên của các ngươi. Nếu như người không tin thì chúng ta thử tỉ thí thêm lần nữa. Được, nếu bà là kẻ địch của sư phụ tôi thì cũng là kẻ địch của tôi. Giảng Bối sẽ không nhường bà mấy phần nữa đâu. Bây giờ phải thay sư phụ lĩnh giáo võ học của lão phu nhân. Được. Lão phu nhân, mau lượm binh khí lên đi. Cô nương, nếu lão bà này đã biết chúng ta thì nhất định biết Y Kiếm Bình. Để tôi đi moi hắn ra. Không gấp, các huynh lui xuống. Giờ ngươi không giúp ta, còn chờ chừng nào nữa? Hãy
Đúng là sai một con số, bán một con trâu. Vừa rồi, nếu ta điểm trúng huyệt độc tỵ của ngươi, thì hai chân ngươi đã bị phế hẳn rồi. Chỉ đáng tiếc nội lực của ta không đủ. Ngô lão phu nhân, bà là người thông minh, bà bị bệnh lâu ngày, không phải đối thủ của tôi. Chỉ cần giao y kiếm bình ra, tôi sẽ cho bà một con đường sống. Xem ra ngươi thật sự rất muốn gặp được hắn. Được, vậy thì ngươi đi theo ta. Cô nương, sợ có mai phục, hãy để thuộc hạ đi cho. Sao hả? Sợ rồi. Xem ra Đan Phượng Hiên các ngươi chỉ được có vậy thôi. Các huynh ở ngoài chờ đi. Bà ấy đã sức tàn lực kiệt, không làm gì được. Đầu 128 bức họa treo ở trên tường của ta là dùng để đối phó với Đan Phượng Hiên các ngươi. Đây là lý do tại sao ngươi cảm thấy vô cùng đau đớn như vậy. Bà muốn gì đi? Ta đã là người cận kề cái chết không thể cứu được. Nếu ta không giết được sư phụ ngươi Thủy Hồng Thược thì ta sẽ giết ngươi để tế vong linh của tiên phu trên trời. Hỡi chứ! Này là sao? Rốt cuộc bà dùng ma thuật gì? Mở cửa! Lão đây là con người ngay thẳng, không giống như ả yêu nữ Thủy Hồng Thược chuyên dùng yêu pháp. Người đang bị sát khí ẩn đằng sau những bức họa làm cho kinh hồn bạt vía. Theo như trí tuệ và linh tính của ngươi, cũng không phải không thể thoát thân. Nhưng mà ngươi đã không còn thời gian nữa rồi, nên ngươi phải cùng với lão đây chôn thân ở trong biển lửa này. Cam A Đầu, ngươi mắc lừa rồi. Chúng ta đi thôi.
rốt cuộc chuyện này là sao? Mấy bức họa, mấy bức họa. Nguyễn Hành, lần này may mà có huynh. Cô nương, đây là việc thuộc hạ nên làm. Nhưng mà huynh muốn nói gì thì nói đi. Thuộc hạ có chuyện chưa hiểu. Như võ công của cô nương, đừng nói đó là lửa, dù cho là biển lửa cũng không làm khó được cô. Lẽ nào bà đó đã dùng yêu thuật gì? Không phải yêu thuật gì hết. Đó là một loại võ công thượng thừa. Vì ta không có phòng bị, cho nên mới mắc bẫy bà ấy. Đúng là người giỏi cỡ nào cũng có người giỏi hơn. Mấy bức họa đó đều là võ công tuyệt thế bà ấy nghĩ ra. Luận tài trí võ công, bà ta đều giỏi hơn ta. Nếu không phải mang bệnh trong người, ta không phải đối thủ của bà ấy. Cô nương, rốt cuộc là bức họa gì chứ? Huynh nhìn thấy rồi, nhưng cũng không hiểu. Ta không muốn giết người, nhưng bà ấy giận chết vì ta. Thật đáng tiếc. Có gì mà đáng tiếc chứ? Bà ta là kẻ địch của Đan Phượng Hiên, chết không đáng tiếc. Hơn nữa, võ công và yêu thuật của bà ta giết chết bà ta, tự làm tự chịu. Đó là tâm huyết cả đời của bà ta. Sao lại có thể dễ dàng ra tay đốt hết võ công tuyệt thế đó thành tro bụi chứ? Trừ phi là... Trừ phi sao? Trừ phi là bà ấy đã có truyền nhân. Ý của cô nương là không phải bà ấy sống ở đây một mình, mà vẫn còn một người. Người này không biết đã bỏ đi đâu. Bà ấy kiếm bệnh cũng từng dựng chân ở đây. Là sống hay chết chúng ta vẫn chưa biết. Chúng ta đi thôi. Trên giang hồ đều nói các người là mông thành cửu sử, làm đủ chuyện xấu, quen thối hung tàn. Hôm nay để ta gặp được, ta không khoanh tay đứng nhìn đâu. Muốn chết sao? Lên! Nè nè, con biết xấu hổ không vậy? Chính người đánh một người sao? Người này tuy kiếm pháp tinh quái, nhưng lại oai lực vô cùng. Cho dù là nghĩa phụ còn sống, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn ta. Đồ đệ, đánh nhầm tôi với, đỡ nhầm tôi. Chính người các ngươi cũng không đánh lại đồ đệ ta. Nếu trường ra ngoài, thiên hạ sẽ cười rớt cả răng luôn đó. Đồ đệ. Hai ngũ ca, lão cửu. Mã lão đại, chỉ cần ngươi cải tà quy chính, sau này không làm chuyện thương thiên hại lý nữa, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Là chết hay sống, ngươi tự quyết định đi. Bằng hữu, lấy kiếm ra trước đi, chúng ta có gì từ từ nói.
Đồ đệ, đừng nghe lời hắn. Ngươi có tin là dù ta tha cho ngươi 7 lần cũng có thể bắt ngươi 7 lần không? À, đại ca, bọn họ bị trúng độc rồi, nếu không có thuốc giải thì chết chắc đó. Bằng hữu, hôm nay Mông Thành Cửu Nghĩa ta đã bại trong tay ngươi, Mã Nhất Ba chịu thua. Chỉ cần ngươi tha huynh đệ ta trở về, Mông Thành Cửu Nghĩa sẽ buông tay, không hỏi chuyện giang hồ nữa. Được, ta sẽ tin ngươi thêm 1 lần nữa. Nhớ kỹ những lời ngươi nói. Được lắm đó đồ đệ, không uổng công ăn thịt bò đó nha. À, đi thôi. Đi. Đại ca, lão ngũ với lão cửu đều bị tiểu tử này hại chết. Cấm miệng. Đại ca, chúng ta nhất định phải trả thù cho bọn họ. Phải đó đại ca, thù này không trả, chúng ta không xưng là Mông Thành Cửu Nghĩa. Phải đó, đại ca. Phải đó. Đám người này đúng là con mắt không biết Thái Sơn mà. Nè, đồ đệ, sao vậy? Đồ đệ, thế sao rồi? Đồ đệ, sao rồi? Chất độc tái phát. Chất độc? Mau chạy đi. Đồ đệ, mau đứng lên đi. Chạy mau lên. Đồ đệ, để mau chạy đi. Lão đại, hắn đi hết nổi rồi, chúng ta xông lên đi. Đồ đệ không sao chứ? Đồ đệ đứng lên đi. Coi chừng có 7. Mặc kệ có 7 hay không, ta liều với ngươi. Mau chạy đi. Mặc kệ ta. Mau chạy đi. Đừng qua đây. Đi. Chạy đi. Tôi cộng huynh, sao tôi có thể bỏ mặc huynh được chứ? Chúng ta đi thôi. Mau lên, đứng dậy đi. Tôi cộng huynh, mau lên. Chạy mau đi. Mau lên. Đuổi theo. Đứng lại. Đuổi theo. Lên. Đứng lại. Đuổi theo. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại chưa? Đứng lại. Đứng lại. Mau lên, đuổi theo, nhanh lên. Không được chạy. Huynh làm gì vậy? Ngô huynh, mau chạy đi. Tôi cổng huynh, huynh đừng nói nhiều nữa. Chạy mau lên. Huynh làm gì vậy hả? Nếu như huynh không chạy, tôi sẽ giết bản thân mình. Mau đi. Đi. Huynh thật là... Họ Y kia, ông trời có mắt, để con ngươi làm sao hỏng hết. Đại ca, đừng nói nhiều với hắn. Giết tiểu tử này trả thù cho lão ngũ và lão cứu. Phải đó đại ca. Giết hắn đi. Các ngươi có thể một đao giết chết ta, nhưng mà sau khi chém chết ta, các ngươi làm sao ăn nói với chủ tử các ngươi đây? Hỏi kia, ngươi còn cứng miệng sao? Tưởng lão tử không dám giết ngươi à? Lão bác, đừng nóng nảy. Lấy tiền của ngươi giải nạn giùm ngươi. Nếu chúng ta đã nhận tiền của Đan Phượng Hiên, thì phải nghe lời Cam cô nương, giải tên tiểu tử này về Trấn Tiêu Dân trước. Nếu như hắn là Y Kiếm Bình, Cam cô nương sẽ tự ra tay. Còn nếu không phải, ta sẽ chôn sống ngươi. Đứng đi. Dạ. Đứng lên. Mau lên. Mông Thành Cửu Sưởng lại bại dưới tay có một tiểu cô nương, đúng là chuyện lạ có thật. Hoa Nhị Lang ta cũng muốn thử xem là thần thánh phương nào. Thuộc hạ tham kiến cô nương.
Cam cô nương, người cô muốn tìm tôi đem tới rồi. Y Kiếm Binh, lần trước ngươi trúng đan phượng tiên vẫn còn lượm lại được cái mạng, nhưng mà lần này e là không còn may mắn gì nữa. Vị cô nương này, tại hạ thật sự rất hiếu kỳ, người tên Y Kiếm Bình đó là thần thánh nơi nào, đại danh của hắn đến nay tôi đã nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy ý của ngươi là ngươi không phải là Y Kiếm Bình sao? Tại hạ họ Doãn, tên Doãn Dực. Vị đại ca này đã hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi cùng bạn hữu tới sào hồ du ngoạn, đúng lúc gặp được Mã đại ca. Quân ấy đánh tôi một trận, còn đưa tôi đến đây lãnh thương. Tôi thật sự không biết tôi đáng giá nhiều ngân lượng tới vậy. Cam cô nương, đừng nghe hắn xảo biện. Thuộc hạ nghe theo lời dặn của cô, cố thủ trên con đường duy nhất tới sào hồ. Mấy ngày nay chỉ có hắn là đáng nghi nhất thôi. Ngươi tên Doãn Dật thật à? À đúng, Doãn trong Doãn Dật, Dật trong Doãn Dật, tên mà cha mẹ đặt, không thể tùy tiện thay đổi, đó là đại nghịch bất đạo. Mã lão đại. Dạ. Hắn có dùng kiếm không? À, cô nương, đây là kiếm mà hắn dùng. Đúng là thanh kiếm tốt. Cô nương, có mắt nhìn, đây đích thực là thanh kiếm tốt, cho nên cô nương phải cẩn thận, coi chừng bị thương. Thanh kiếm này thật là một bảo kiếm hiếm thấy trên đời. Thiếp nghĩ kiếm pháp của ngươi cũng sẽ giống như thanh kiếm này, hiếm thấy trên thế gian. Tại hạ đúng là có thanh bảo kiếm, nhưng mà võ công hiện tại của tại hạ thật đáng hổ thẹn, kiếm pháp thì càng không đáng nhắc tới. Nếu ngươi có thể dùng thanh kiếm này đánh thắng ta được nửa chiêu, ta sẽ tha cho ngươi. Cô nương, kiếm pháp hay. Xin mời. Cô nương, tại hạ thực sự lực bất tòng tâm, không tài nào lĩnh giáo kiếm pháp cao siêu của cô nương. Nếu không thì làm sao tại hạ rơi vào tay của vị đại ca này? Mã lão đại, chuyện này là sao hả? Cả đời của Hoa Nhị Lan ta chưa từng thấy cô nương nào đẹp như vậy. Hơi thở bị cản lại, mất đi nội lực, nhưng lại không có dấu hiệu như bị thương. Cô nương, cô nói không sai, trước đây tại hạ cũng có một chút nội lực, chỉ vì tôi luyện không đúng cách cho nên mới thành ra nông nổi như vậy. Cô nương, tên Y Kiếm Bình đó trúng que đan phượng của chúng ta, nếu không chết thì cũng sẽ mất đi nội lực. Cứ giao tên này cho tại hạ xử lý, cô nương không cần bận tâm. Đợi đã. Cô nương, kẻ thù lớn nhất của Đan Phượng Hiên là Y Kiếm Bình, thà là mình giết lầm còn hơn bỏ sót. Nơi này cách Thanh Phong Bảo rất gần, nếu muốn chiến thắng Phàn Trung Tú, chúng ta không thể lạm sát vô tội, gây thù chuốc oán. Cô nương, người này lai lịch bất minh, rất đáng nghi ngờ. Nếu không phải là Y Kiếm Bình thì cũng không thể nào là người vô tội được. Ai đó? Trà này rất thơm. Được cô nương mời dùng trà, tôi đây rất là cảm kích. Tên tiện nhân này dám đứng ở bên ngoài nghe lén. Đợi đã.
Người này là ai? Sao lại trốn bên ngoài phòng của ta? Cô nương đã hỏi, tại hạ đây cũng không dám giấu. Nói thật với cô nương, không phải các người đang tìm người tên Y Kiếm Bình sao? Tại hạ tình nguyện giúp cô nương một phần sức lực. Bờ hồ không cỏ xanh, làm sao thơm miệng lừa. Cam cô nương đã giao việc này cho Mông Thành Cửu Nghĩa bọn ta. Ngươi là cái thá gì mà dám tới đây tranh giành? Vì ta lo các người sẽ lừa gạt Cam cô nương. Tên này không phải là Y Kiếm Bình. Các người muốn trả thù riêng nên bắt hắn ta xuyên tạc sự thật. Các người đúng là to gan thật đó. Ngươi ngậm máu phun ngươi. Ngươi nói Mã Lão Đại muốn trả thù riêng, có bằng chứng gì không? Vị thiếu hiệp này họ Doãn. Mã Lão Đại và Doãn thiếu hiệp có lời qua tiếng lại giao chiến với nhau và bại dưới tay của Doãn thiếu hiệp. Doãn thiếu hiệp trượng nghĩa tha cho Mã Lão Đại, nhưng mà Mã Lão Đại lại đột nhiên sử dụng ám khí, không ngờ hắn ta tài mọn kém cỏi, ngược lại làm tổn thương hai vị huynh đệ của hắn. Do đó Mã Lão Đại ôm hận ở trong lòng, nhân lúc nội lực của Doãn thiếu hiệp suy yếu, bắt hắn về đây giao cho Cam cô nương, cũng vì muốn lập công nhận thưởng. Cam cô nương, đừng tin lời hắn nói bậy. Nói không chừng hắn chính là đồng bọn của tên Y Kiếm Bình kia. Lời của Mông Thành Cửu Sửu. À không, bây giờ nên gọi là Mông Thành Thất Sửu. Cam cô nương, Mông Thành Thất Sửu này không giữ chữ tín. Nếu cô nương muốn thành đại sự, tuyệt đối không thể tin loại tiểu nhân như vậy. Nếu như cô nương chịu tin tại hạ, tại hạ nguyện vì cô nương truy tìm tên Y Kiếm Bình kia. Nội trong 5 ngày sẽ có tin tức. Ngươi muốn làm gì hả? Tại sao ta phải tin ngươi? Tại hạ qua đình thụ, là người nhàn rỗi không đáng nhắc tới. Hôm nay được gặp cô nương đúng là may mắn ba đời. Cổ nhân có nói, mỹ nhân như hoa, nghiêng nước nghiêng thành. Câu này là dành cho cô nương đây. Tại hạ không có yêu cầu gì khác, chỉ mong được phụ giúp cho cô nương. Cô nương, người này nói năng lung tung, nhất định có âm mưu. Đừng để cho hắn lừa gạt. Qua đình thủ, muội nghe được tiếng của huynh rồi. Qua đình thủ, cái tên xấu xa đáng ghét này, huynh lại đang bám lấy cô gái nào nữa vậy? Hí Nguyệt, muội tới đây làm gì? Muội biết ngay mà, hễ huynh gặp nữ nhi là ở lì đó luôn. Đi theo muội, mau lên. Ê, Hí Nguyệt huynh... đại đã. À, cô nương, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cho cô tìm được Y Kiếm Bình. Ê, nè, còn không đi, muội không khách sáo với huynh đâu. Trời ơi, mau nè, đi, đi thôi. Dạ. Cảm ơn quan huynh ra tay cứu giúp. Trời ơi, đi thôi, đừng cô nương, nhiều nữa. Không thể để chúng đi, chúng đã biết được bí mật của Đan Phượng Hiên, hãy để tôi đuổi theo. Bỏ đi, để bọn họ đi đi, nói không chừng hắn có thể giúp chúng ta. Vị này chắc là Cam cô nương của Đan Phượng Hiên. Tại hạ Triệu Bách Thiên, chờ cô nương đã lâu rồi. Ông chính là tam đương gia của núi Tiêu Dân. Chính là tại hạ. Ban chủ của chúng tôi đã đợi hai vị lâu lắm rồi đó. Mời. Tại hạ Đào Lũ, nghênh đón Cam cô nương tới đây. Qua ban chủ đâu? Không phải nói sẽ đợi ta ở đây sao? Cô nương tới không đúng lúc. Qua ban chủ có việc gấp nên phải xuống núi, nên nhờ Đào Mẫu tạm thời thay thế xử lý việc trong ban. Cam cô nương có việc gì thì cứ thương lượng với tôi. Đâu, mời ngồi. Người đâu? Dâng trà. Cam cô nương, mời dùng trà. Xin hỏi nhị đương gia, chừng nào qua ban chủ mới trở về? Nếu hôm nay qua ban chủ không trở về thì ngày mai nhất định sẽ về. Cam cô nương nếu có việc gấp thì có thể nói với tôi. Nếu như không gấp, có thể ở lại núi Tiêu Dân vài hôm.
đợi qua ban chủ trở về rồi nói. Như vậy đi, đợi qua ban chủ trở về núi trước, tôi mới tới bái kiến. Chờ đã. Cam cô nương nói tới thì tới, nói đi thì đi. Đúng là không xem núi Tiêu Dân của chúng tôi ra gì rồi. Đào nhị đương gia, ông muốn sao hả? Cam cô nương tới đây là khách, đào mổ dùng trà thay rượu, kính cô nương một ly. Đào nhị đương gia, không cần khách sáo vậy đâu, sau này có cơ hội sẽ uống sau. Xem ra cam cô nương không nể mặt đào mổ chút nào hết. Cũng tốt, đào mổ bất tài, muốn lĩnh giáo cao chiêu của cam cô nương. Nếu cô nương có thể thắng được đào mổ nửa chiêu, đào mổ sẽ tiễn cô nương xuống núi. Cam cô nương, xin mời. Họ đào kia, ngươi không biết phép tắc, giết gà thì cần gì dùng dao mổ bò, để Nguyễn đại gia ta đấu với ngươi. Nguyễn Hành, không được vô lễ. Đào nhị đương gia, đa tạ đã đón tiếp, bổn cô nương chuẩn bị không chu đáo, mong nhị đương gia bỏ qua. Ly trà này tôi uống là được rồi. Cam cô nương, cô khách sáo quá rồi. Núi Tiêu Dân, từ trước tới nay chưa từng thấy cô nương nào đẹp tới như vậy. Đã tới đây rồi thì đừng đi nữa, ở lại đây làm áp trại phu nhân của ta đi. Hoa Đình Thụ, ngươi chính là Hoa Nhị Lan. Cô nương thông minh, tại hạ chính là Hoa Nhị Lan. Thật không ngờ ban chủ của Thập Tam Bả Đao lại là một tên miệng lưỡi điêu ngoa. Cô nương, cô hiểu lầm rồi. Hoa Nhị Lan tôi đối với cô nương là thật lòng đối đãi, tuyệt đối không có ý xúc phạm. Tôi không cần biết cô nương tới núi Tiêu Dân của tôi vì mục đích gì, chỉ cần cô nương đồng ý ở lại thì Hoa mổ tôi cũng đồng ý giúp đỡ cho cô nương, núi đao biển lửa chết cũng không từ. Nếu ta không đồng ý thì sao? Cô nương, Thập Tam Bả Đao của tôi tuyệt đối không phải là hư danh. Vậy xin cô nương chỉ dạy thêm cho. Thập Tam Đao Trận. Cô nương phải thật cẩn thận. Ta biết tính toán, không có lệnh của ta, không được tự ý ra tay. Dạ. Hoành đao trận. Hey!
Cồn đau trận. Chốc đau trận. Nhị ca, Hoa Nhị Lan làm hư đại sự của ta, tiếp theo phải làm sao đây? Quan sát trước đã, để bọn họ đấu tới một mất một còn rồi tính. Phi đao trận. Cam cô nương, cô đã bị nhốt ở trong thập tam đao trận của ta, không bao lâu sau sẽ thịt nát xương tan. Nếu như cô đồng ý ở lại núi Tiêu Dân, ta nhất định sẽ hết lòng yêu thương cô, không bao giờ thay đổi. Vậy cô phải xem bản lĩnh của ngươi. Hoành đao trận. Lập đao trận. Băng chủ,
Ban chủ. Cam cô nương võ công phi phàm, Hoa Nhị Lan đành chịu lép vế, thắng làm vua, thua thì làm giặc. Muốn chém muốn giết thì tùy ý cô. Qua ban chủ, tôi tới núi Tiêu Dân không phải để giết huynh, mà tôi tới giúp huynh trả thù cho nghĩa phụ. Trả thù cho nghĩa phụ của tôi? Ý cô nói là muốn cùng tôi công kích vào Thanh Phong Bảo? Thanh Phong Bảo là kẻ thù chung của chúng ta. Chỉ cần huynh đồng ý cùng tôi đánh vào đó, sau này chúng ta sẽ là hảo bằng hữu, giàu sinh ra tử. Cam cô nương, xin nhận của Hoa mổ ba lạy. Lạy thứ nhất, đa tạ cô nương không nghĩ thù cũ, thủ hạ lưu tình. Lạy thứ hai, đa tạ cô nương ra tay trượng nghĩa, trả thù cho nghĩa phụ của tôi. Lạy thứ ba, đa tạ cô nương đối đãi chân thành, xem tôi là bằng hữu sống chết. Các huynh đệ, mọi người cũng thấy rồi đó, Cam cô nương được tôi lạy ba lạy kết giao, cũng là ân nhân của thập tam đao chúng ta. Kể từ bây giờ, thập tam đao chúng ta vì Cam cô nương lên trời xuống đất, hỗ trợ lẫn nhau, quyết không từ nan. Nếu ai làm trái lệnh là đối đầu với Hoa Nhị Lan, chính là kẻ thù của thập tam đao chúng ta. Được. Cam cô nương, trước đây Hoa mổ cố chấp ngu muội, để cô nương chê cười rồi. Từ giờ trở đi, Hoa mổ kính cô nương như là thiên nhân, nguyện vì cô nương ra sức giết địch, xông pha chiến đấu. Hoa ban chủ hành hiệp trượng nghĩa, tiểu muội nghe danh đã lâu. Hôm nay Đan Phượng Hiên có Hoa ban chủ trợ giúp, chuyện trừ khử Phàn Trung Tú, công phá Thanh Phong Bảo rất đáng được kỳ vọng. Hoa đình thủ, người đúng là một tên khốn mà. Thủy Nguyệt, sao muội lại tới đây nữa? Hoa đình thủ, thì ra ngươi là Hoa Nhị Lan, vậy mà ngươi dám lừa gạt ta? Thủy Nguyệt, ta đâu có gạt muội đâu, tên thật của ta là Hoa Đình Thụ mà. Chẳng qua ở trong nhà ta xếp thứ hai, mọi người cứ gọi như vậy, cuối cùng cũng quên mất tên thật của ta luôn. Thôi đủ rồi, ngươi đừng mở to mắt nói dối nữa. Ta hỏi ngươi, con hồ ly tinh này rốt cuộc là ai? Muội, hôm qua ngươi nói là cứu người, vậy còn hôm nay? Rõ ràng hai người mèo mã gà đồng cấu kết với nhau mà. Thủy Nguyệt, muội không được nói bậy, chuyện hôm nay sẽ giải thích cho muội sau. Cô nương, tránh ra. Hồ ly tinh, tất cả là tại ngươi, hôm nay ta phải giết chết ngươi. Anh nè, Thủy Nguyệt. Hỗn sự. Thủy Nguyệt, muội không sao chứ? Hoa đình thủ, mau giết ả cho ta. Vì cô nương này, hình như cô nương đang có hiểu lầm gì rồi. Tôi với cô không thù không oán, sao lại muốn giết tôi? Thủy Nguyệt, lần này là muội không đúng, mau xin lỗi Cam cô nương. Hoa đình thủ, ta hỏi ngươi lần cuối cùng ngươi có giết hay không hả? Thủy Nguyệt, muội quá đáng thiệt, chuyện này là muội không đúng, đừng có ở đây sinh sự nữa, mau xin lỗi Cam cô nương đi. Hoa đình thủ, coi như Miêu Hí Nguyệt ta bị mù đã nhìn lầm ngươi, hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hí Nguyệt, Hí Nguyệt. Cam cô nương, vừa rồi Hí Nguyệt vô lễ, xin cô nương hãy lượng thứ. Hoa huynh, huynh mau chạy theo cô ấy đi, đừng để xảy ra chuyện gì. Không cần đâu, tiểu cô nương sinh sự vô cớ, mấy ngày là hết thôi. Cam cô nương, chúng ta còn chuyện chính cần phải bàn nữa, mời vào trong. Hoa đình thủ, người đúng là một tên khốn mà. Hai năm rồi ta thật lòng thật dạ với ngươi,
ngươi lại bắt cá hai tay thay lòng đổi dạ. Ngươi vì con hồ ly tinh đó mà sỉ nhục ta trước mặt nhiều người. Hôm nay ta phải chết ở núi Tiêu Vân, cho qua đình thụ ngươi phải hối hận cả đời này. Tiểu muội muội, muội còn trẻ trung như hoa, sao lại suy nghĩ không thông vậy? Cha mẹ nuôi lớn muội đâu dễ dàng gì. Nếu không may muội chết thật, chắc chắn họ sẽ đau lòng lắm. Tôi không hề có cha, mẹ của tôi thì bỏ rơi tôi từ lâu rồi. Tôi không có người thân nào hết. Tiểu muội muội, muội có chuyện gì khó khăn cứ nói cho ta biết, biết đâu ta sẽ giúp được. Tỷ là ai? Ở trên đời này không ai có thể giúp được tôi. Tiểu muội muội, chỉ cần muội chịu nói ra, đại tỷ đây nhất định sẽ giúp được. Đại tỷ tỷ, tỷ có thể giúp tôi thật sao? Lần này Hoa Nhị Lan có Cam Thập Cửu muội ủng hộ, nhị ca muốn thay thế vị trí của hắn, e rằng khó càng thêm khó rồi. Chưa hẳn là vậy. Ca ma đầu muốn diệt Thanh Phong Bảo nên muốn Hoa Nhị Lan bán mạng cho ả. Chừng nào Hoa Nhị Lan rời khỏi núi Tiêu Vân, chúng ta lại có cơ hội tốt. Nhị ca, sao huynh dám khẳng định Hoa Nhị Lan sẽ giúp Cam Thập Cửu muội đây? Nhìn ánh mắt của Hoa Nhị Lan đi. Dù Cam Thập Cửu muội có kêu hắn lên trời hái sao, hắn cũng sẽ không từ chối đâu. Được, chờ hắn rời khỏi núi Tiêu Vân, chúng ta sẽ ra tay. Ta còn một ý nữa. Nhị ca cứ việc nói. Ý này rất là hay nha. Vậy để đệ xuống núi trước, đi tìm những người đó. Hiến Nguyệt muội muội, ta rất thông cảm cho cảnh ngộ của muội, ta cũng rất muốn giúp muội, nhưng mà ta muốn biết sau này muội có dự định gì hay không? Không có dự định gì hết, sống ngày nào hay ngày đó. Hiến Nguyệt muội muội, muội đừng khóc nữa. Muội là cô nương tốt, sau này đừng làm chuyện khờ dại. Muội nghĩ muội chết đi rồi, Hoa Nhị Lan sẽ hối hận vì muội, đau lòng vì muội sao? Cùng lắm hắn nói là muội ngốc, sau đó năm thê bảy thiếp, không có gì phải lo lắng hết. Đại tỷ à, tỷ nói tôi phải làm sao đây? Lẽ nào bỏ qua như vậy thật sao? Hiến Nguyệt, nếu như muội tin lời của tỷ tỷ, thì tỷ tỷ có một cách có thể khiến Hoa Nhị Lan hồi tâm chuyển ý đó. Đại tỷ tỷ, tỷ đã cứu tôi không tin tỷ thì tin ai nữa bây giờ? Đại tỷ tỷ cứ nói đi, rốt cuộc có cách gì? Như vậy, muội cứ tới Hồ Sào tìm một nơi tá túc đi. Tới Hồ Sào để làm gì? Vì Hoa Nhị Lan sẽ tới Hồ Sào, Phàn Trung Tú của Thanh Phong Bảo là kẻ thù của hắn, hắn phải tới trả thù cho nghĩa phụ. Làm sao tỷ biết được? Đương nhiên là ta biết. Ta còn biết rất nhiều người sẽ tới Hồ Sào giúp đỡ hắn giết Phàn Trung Tú. Tới lúc đó, nhất định ta sẽ có cách giúp muội lấy được tình cảm của hắn ta. Đại tỷ tỷ, tôi sẽ nghe lời tỷ. Hoa huynh xin dừng bước. Tiểu muội tới Bích Hạ Sơn Trang Hồ Sào để chờ Hoa huynh tới. Cam cô nương, cô yên tâm đi, tôi sắp xếp xong việc ở trong bang, sẽ chọn huynh đệ đắc lực lập tức tới Bích Hạ Sơn Trang để gặp Cam cô nương. Hoa huynh, đừng trách tiểu muội nhiều chuyện. Huynh nên cẩn thận nhị đương gia đào lỗ, tôi cảm thấy người này tâm địa bất chính. Cam cô nương, cô đa nghi rồi. Đào nhị ca là người xem trọng nghĩa khí, vừa rồi chỉ là vô tình khiến cô nương giận mà thôi, nhưng huynh ấy tuyệt đối không có ác ý với cô nương đâu. Không được có tâm địa hại người,
nhưng không thể không đề phòng kẻ khác. Hoa huynh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Được, lời của cô nương tôi sẽ ghi nhớ. Nhà tiểu muội xin cáo từ. Cô nương đi thong thả. Hey, các huynh đệ, lần này mọi người cứ theo tôi, làm xong việc rồi nhất định sẽ được thưởng. Yên tâm đi. Ê, khoan đã. Tìm chỗ núp. Tìm chỗ núp đi, núp đi, núp đi, núp đi, núp đi. Ê à, cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Ngô Khánh này bị làm sao vậy? Chạy đâu mất tiêu rồi? Có phải là sợ quá cho nên mới quên lời tôi nói không? Đây nè. Đồ để, đồ để. Ta không có quên gì hết. Nhìn lên đi. Ê, mà sư phụ. Nghe đây đồ đệ, sao giờ này mới tới hả? Ta đây chọn ngươi 3 canh giờ rồi đó. Mau lên giúp ta đi. Ê, sư phụ à, ai treo sư phụ lên đó vậy? Nói con biết đi, con tính sổ với hắn. Đòn trước dễ tránh, đòn sau khó phòng. Không biết là do con rùa nào làm ta nói ngươi biết hạ độc thủ sau lưng. Cần phải có bản lĩnh sư phụ ngươi. Mau qua đây, nhanh lên đi, thả ta xuống đi, nhanh lên. Mau 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 mau, mau lên, tay sư phụ ngươi bị tê rồi nè. Thả xuống thì cũng được, nhưng mà phải gọi 3 tiếng sư phụ nha. Hả? Ngươi đục nước thả câu sao? À, chết thì chết, không chịu nhục. Ôi trời, sư phụ quả nhiên có chí khí, đồ đệ rất bái phục. Đồ đệ không làm phiền nữa, sư phụ tiếp tục tập luyện đi. Ê, ngươi quay lại đây. Được, ngươi thả ta xuống trước đi mà, chúng ta về nhau. Mau lên. Sư phụ, gọi 3 tiếng sư phụ trước đi. Ngươi gọi đi. Ngươi qua đây. Có gọi hay không? Hả? Sư phụ. Mau lên, thả ta xuống. Người cứu tăng vậy đó hả? Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đồ đệ, không cần mất đi. Một binh một tốt nào hết để trơn. Chết ta đồ. Lên. Đồ đệ, ta không xong rồi. Không xong rồi. Không xong rồi. Đây là kẻ thù nào? Lấy Ngô Khánh làm bẫy, có khi nào là mong thành củ sủ? Ây da, chân của ta bị gãy rồi. Ngươi sao vậy đồ đệ? Lực của ta cũng gãy luôn rồi. Để ngươi không sao chứ? Để không được rồi. Đồ đệ, Doãn Kiếm Bình, lần này hết chạy được rồi đúng không? Ta phải bỏ ra bao nhiêu ngân lượng, thuê hết bao nhiêu người mới đào được cái hố to như vậy á? Chờ ngươi hết nửa ngày trời luôn, sao bây giờ ngươi mới tới hả? Nghe tôi nói đây Quốc Trì tiểu thư, chúng tôi không đắc tội cô, cũng không đánh cô. Sao cô cứ thù hằn chúng tôi vậy? Cô mau lên, cho chúng tôi lên đi mà. Ngươi câm miệng đi. Ngươi mà còn nói nữa hả, ta cắt lưỡi ngươi á. Doãn Kiếm Bình, ngươi đó chạy không thoát được đâu. Ngoan ngoãn ở dưới hố đó đi. Bổn cô nương đã nghĩ hết thảy 9981 chiêu bắt ngươi rồi. Đáng tiếc một anh hùng lại không có đất dụng võ, chỉ cần dùng một cách đơn giản là bắt được ngươi rồi. Vậy phải khiến cô nương phí tiền phí sức một lần rồi. Tôi rất muốn thử chiêu thức 80 mà cô nương chưa dùng tới. Hay cho tên Doãn Kiếm Bình lại gạt ta.
Có câu thành ngữ ngồi gốc cây đợi thỏ. Tôi phải dùng cách tương tự để lấy lại Ngọc Long Kiếm. Ngọc Long Kiếm là tín vật của tôi, phiền cô nương trả lại cho tôi. Hơn nữa, trên kiếm có độc, cô nương mang theo cũng không tốt. Dù bị trúng độc chết cũng không trả đâu. Ê, người kẻ ta lên trước đi. Đòi kiếm thì tới đây. Ngô huynh, chờ tôi một chút. Dọn kiếm bình, tên dòng ân phụ nghĩa này, dọn kiếm bình. Thì ra là vậy sao? Doãn Kiếm Bình, ngươi chờ ta đó. Các ngươi muốn làm gì đây chứ? Quốc trì cô nương, quốc trì cô nương. Chạy thoát nữa rồi. Thôi bỏ đi, không theo nữa. Mai mốt a đầu này sẽ không tới kiếm chuyện nữa đâu. Thấy ghét này, tìm không được ta thì bỏ chạy luôn. Lần sau ta đi đâu tìm ngươi bây giờ? Ở đây nè. Dọn kiếm bình, ngươi gạt ta nữa. Quốc trị cô nương, tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cây Ngọc Long Kiếm này rất quan trọng đối với tôi, phiền cô mau trả nó lại cho tôi. Ngoài ra, mẹ, mau tới giết hắn đi. Quốc trì cô nương, xin cô nể mặt nghĩa huynh tôi, trả Ngọc Long Kiếm lại cho tôi. Kiếm bình cảm kích cô vô cùng. Còn mặt mũi nhắc tới nghĩa huynh nữa, nếu không phải ngươi dạ dạng yến xung lôi thì ta cũng không phải ra nông nổi như hôm nay rồi. Quốc trì cô nương, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không có gạt cô. Nếu như tôi có làm gì bất kính với cô thì trời tru đất diệt. Ta mặc kệ á, đều là ngươi không đúng. Nếu không phải ngươi một lòng muốn lợi dụng thì hai người chúng ta làm sao mà cô nam quả nữ ở chung phòng được. Ngươi còn cởi y phục của ngươi ra mà. Từ ngực tới bụng, danh tiếng của ta bị ngươi hủy hết rồi. Ta không muốn sống nữa đâu. Sao cô có thể nói như vậy được? Y phục của tôi rõ ràng là do cô cởi ra. Sao cô có thể quay ngược lại cắn tôi chứ? Hay cho tên Doãn Kiếm Bình, ngươi lợi dụng ta, còn dám vu oan cho ta hả? Hôm nay ta sẽ chết trước mặt ngươi cho mà coi. Hả? Quốc trì cô nương, quốc trì cô nương, cô đừng kích động. Cô là vợ của nghĩa huynh tôi, tôi vẫn luôn kính trọng cô, không dám làm gì thiếu tôn trọng cô. Có nói dễ nghe hơn cũng không trả được trong sạch cho ta đâu. Doãn Kiếm Bình, hôm nay là người ép chết ta. Hả? Quốc trì cô nương. Doãn Kiếm Bình, ngươi lại mắc lừa ta nữa rồi ha.
người đó rốt cuộc cũng là bại tướng dưới tay ta. Không phải muốn lấy thanh kiếm sao? Được, bây giờ ta cho ngươi nè. Nhưng mà trước khi ta đưa nó cho ngươi thì ta sẽ dùng nó để lại một ký hiệu ở trên người của ngươi. Đừng rút, có độc. Ngươi cứ nói với ta là trên thanh kiếm này có kịch độc, có phải là gạt ta nữa không? Quốc trị cô nương, tôi không có gạt cô. Trên thanh kiếm thật sự có độc, cô đừng có đụng vào nữa. Ngươi càng nói trên thanh kiếm này có độc thì ta càng không tin. Hay là chúng ta thử một chút trên người của ngươi đi. Thanh kiếm này đã bị cam thập cửu muội tẩm thức bộ đoạn trường hồng, một khi chém trúng vô phương cứu chữa, cô đừng có làm bậy, mau cất vào đi. Tôi không có gạt cô. Cam thập cửu muội là ai vậy? Là kẻ thù của sư phụ tôi, Nghĩa huynh Yến Xuân Lôi, cũng chết dưới tay của ả ta. Sao ta chưa từng nghe tới cam thập cửu muội? Có phải ngươi gạt ta nữa không? Nè, ngươi giải được quyệt đạo từ khi nào? Quốc trị của nương, trước khi lâm chung, Nghĩa huynh đã nhờ tôi chuyển lời, cô không cần phải thủ tiết gì huynh ấy. Cô nương bảo trọng, núi cao sông dài, hẹn ngày gặp lại. Nè, cái tên lừa gạt này, ta không tha cho ngươi đâu. Nè, ngươi đứng lại chưa? Tên lừa gạt, đứng lại, đứng lại chưa? Nếu không phải cứ một lần muốn lợi dụng thì hai chúng ta làm sao cô nam quả nữ ở chung một phòng được? Ngươi, ngươi còn cởi y phục của ngươi ra, từ ngực tới bụng danh tiếng của ta bị ngươi hủy hết rồi, ta không biết sao nữa. Doãn Ký Bình, Doãn Ký Bình. Doãn Kiếm Bình, ngươi là tên bỉ ổi vô sĩ. Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi là chọc nương tử của ta, ngươi là tiểu nhân đê tiện. Ngô huynh, Ngô huynh đi đâu rồi? Một mình tới Hồ Sào sao? Đáng lẽ lúc đầu không nên để huynh ấy ở lại một mình. Thôi bỏ đi, nói gì cũng muộn rồi, đành phải tới Hồ Sào rồi tính tiếp. Sao đây lại trở về? Để không tìm được người đó sao? Trên đường đi để gặp một người, bắt về cho huynh xem thử. Là ai vậy? Kẻ thù của cam thập cửu muội. Vậy thì tên đó đã làm gì? Hắn vẫn chưa nói, hắn chỉ nói là đồ đệ hắn thoát khỏi từ phái Lạc Dương ra, võ công rất là cao. Người của phái Lạc Dương? Không phải người phái Lạc Dương đã chết hết rồi sao? Có phải hắn gạt đệ không? Bất luận có gạt hay không, đệ cảm thấy hắn là kẻ thù của cam thập cửu muội thì có lợi cho chúng ta rồi. Nhị ca, vẫn còn một chuyện nữa. Nói đi. Để nhớ năm đó lão đại tới Động Đình Hồ là để tìm quyển kinh thư gì tên là Tiêu Giao Kinh. Để hỏi chuyện đó để làm gì? Để cũng tìm được một quyển sách trên người của tên đó. Trang đầu tiên của quyển sách có ghi là Tiêu Giao Du. Để đoán chắc đây cũng là quyển kinh thư gì đó. Là hai quyển khác nhau.
Tiêu Giao Du là sách của Trang Tử, viết về chuyện Chu Du thiên hạ, không phải võ công. À, hay là cứ giữ lại, để lần sau lão đại tới đưa quyển ấy xem. Có thể trong quyển Tiêu Giao Du này có bí mật gì đó thì sao? Cho người canh chừng tên đó, sau đó lập tức xuống núi tìm ra cô nương đó. Chuyện quan trọng trước mắt là diệt trừ Hoa Nhị Lan trước. Yên tâm đi, chuyện mấy cô nương đơn giản thôi mà. Ừ. Ghé xem thử đây. Ghé xem đi. Ghé xem hồ lô đây. Ghé xem đi. 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 Ông chủ cái này đẹp quá. Lấy cho con thử đi. Bánh bao đây. Ghé xem cái này đẹp quá. Bánh bao đây. Bánh bao đây. Bánh bao đây. Bánh bao đây. Ghé xem hồ lô đây. Ghé xem thử đi. Nhưng mà giảm giáo được là mẹ đẹp quá. Đẹp. Là mẹ đây. Ghé xem hồ lô đây. Ghé qua xem đi, hàng mới về đây. À, cảm ơn cô. Ghé xem mau, ghé xem đi. Ghé qua xem đi. Ta nói các người biết nha, hôm nay phải chơi thật thoải mái đó, biết chưa? Phải, nhất định phải thắng. Chơi thoải mái nha. Cái tên này là ai vậy? Tiểu tử này. Cái tên này ai vậy? Tiểu tử là khấu đầu với lão đại đi chứ. Nè 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 nè. Đúng rồi, khấu đầu với lão đại đi. Nói không nghe hả? Khấu đầu đi. Nhanh lên. Khấu đầu đi. Mau lên đi. Ê, các huynh đệ, hôm nay chúng ta gặp một tên ngốc rồi, thà là bị đánh chứ không cúi đầu. Ê, tên ngốc, kêu tiếng già già nghe chơi coi, già già sẽ tha cho ngươi hả? Mau lên, bảo già già đi, nhảy lên, đúng vậy, có nghe không vậy? Kêu đi, kêu đi. Tên tiểu tử thúi này, rượu mời không uống, uống được phạt đúng không? Các huynh đệ, hả? Đánh chúng ta? À, được, đánh chết người này, đánh chúa chết người này, đánh kêu người gọi người không nghe hả? Đánh đi. Đánh chết người luôn. Đánh đi. Đánh chết người luôn. Đánh chết giả đi nè. Chết đánh người chết người luôn. Chồng chết. Tiểu đánh chết người nè. Đánh chết người. Đánh chết người nè. Dừng tay. Hả gì vậy? Vậy. Làm gì vậy? Hiếp người qua bên. Quốc trì cô nương. Các người đông như vậy mà ức hiếp một người hả? Đáng mặt hảo hán không? Trời. Cô nương này cũng xinh đẹp ghê ta ơi. Phải đó phải đó. Tiểu cô nương à. Tiểu nương tử này đúng là xinh đẹp thiệt. Đúng vậy so đó. So với cái mông của châu dâu Lý Nhị Tẩu còn xinh xắn hơn nhiều đó. Có đúng không vậy? Tiểu cô nương này đúng là xinh đẹp như qua. Nếu có thể ngủ một giấc với cô ấy, dù cho làm thần tiên tôi cũng không đổi. Đúng không? Đúng vậy. Phải. Phải đó, phải đó. Im đi. Kêu người im miệng lại đi. Tiểu nương tử, theo ca ca đi. Ca ca đảm bảo cho nàng ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ cuộc sống thần tiên. Này, lão đại sao không vậy? Đánh cho ta. Được. Xấu xa. Hôm nay phải cho người nếm mùi lợi hại của bổn cô nương. Nè, cái chỗ của ta. Tiếp nè. Ây da. Đáng đợi. Ây da, hiếp người ta quá mà. Lão đại à, nam nhân không chấp nữ gì. Các cô để đi đi đi, mau chạy lên. Nè, sao chạy hết rồi? Nếu không phải hôm nay bổn cô nương đang bận hả, ta không tha cho các người đâu. Huynh đài, huynh không sao chứ? Huynh có bị thương ở đâu không? Nè, con người quên sao kỳ vậy? Tôi vừa mới cứu Quỳnh đó, một câu đa tạ cũng không có luôn. Đa tạ cô nương tương cứu. Vậy thì còn được. Nè, ở chỗ của tôi có ít ngân lượng, Quỳnh cầm đi mua y phục mới đi, đừng có làm kẻ ăn mày nữa ha. Tôi đi trước nha. Ê, khoan đã. Cô nương, cô đang định đi đâu vậy? Tôi đi tìm tên Doãn Kiếm Bình á. Ê, Quỳnh có quen hắn không?
sao mà huynh quen hắn được. Con người của hắn ta đã quen thói ngạo mạn rồi, không thèm coi ai ra gì hết. Tôi không tha cho hắn đâu. Hay đỡ ốc của tôi thiệt là tới giờ vẫn còn thích Đoạn Kiếm Bình, sao lại đi nói với huynh mấy chuyện này chứ. Nói huynh cũng không hiểu mà. Nè, sao huynh giận dữ vậy hả? Quả hủ quả bì, nan quả cốt, tri nhân tri diện, bất tri tâm. Huynh ấy nói cái gì vậy ta? Sao nghe mà không hiểu gì hết á? Mua vô. Này, chờ lại giá cửa. Đặt xong đúng tay, Cải xanh. Nè, bao đặt đi. Còn ai đặt nữa không? Đặt xong đúng tay. Đặt tài, đặt xỉu, mau lên. Còn ai muốn đặt không? Đặt tài. Thắng chắc. Đặt tài. Nhà cái khui. Cha, vị đại gia này thắng rồi. Đặt xong đúng tay. Nhanh lên. Đặt đi. Mau đặt đi. Nè, đặt tài đúng tay nha. Tài đi, theo đi. Ta đặt mạng của hắn. Ê, cái tên ăn mày thúi tha này, gia còn chưa tới tìm ngươi, bây giờ ngươi tới tự nập mạng hả? Hảo hán tha mạng, nếu như ngươi thắng ta, không chơi nữa, thì ta tha cho ngươi. Mau lên đi thôi. Thôi đi. Ngươi tự lắc đi. Lắc. Lựa trước đi. Tài. Xỉu. Mở. Tài. Hả? Trời ơi. Trời ơi, giết người rồi. Ta phải giết chết ngươi. Ê, tên ăn mày, mau dừng tay đi. Không dừng tay sẽ chết người đó. Cô đang làm cái gì vậy? Tất cả bọn chúng đều đáng chết. Muốn làm đại hiệp đúng không? Biết đại hiệp thì phải làm gì không hả? Đại hiệp là không được dồn người khác vô đường cùng. Tôi biết hồi nãy họ ức hiếp Quỳnh rất quá đáng. Tôi cũng biết là Quỳnh rất bực mình. Quỳnh coi đi, có rất nhiều cách trút giận mà. Đầu nhất thiết là phải giết người chứ. Quỳnh còn ở đó nhìn gì nữa? Bộ tôi nói không đúng hay sao chứ? Đây không phải tôi. Tôi không phải người như vậy. Tất cả đều là vì cô hết. Cái người này chắc bị điên rồi đó. Bị điên rồi ta. Tôi không phải người như vậy. Đây không phải tôi. Tôi không có giết người lung tung.
Tôi không có giết người. Tôi là hoàng ma khách. Tôi là hoàng ma khách. Tôi không phải kẻ điên. Tôi là Yến Xuân Lôi. Tôi là Yến Xuân Lôi. Lan Tâm, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi không phải kẻ điên. Tôi là Yến Xuân Lôi.